Đây xe đây em ơi. Xe gì vậy anh? Xe mua lầu đẹp đẹp đây nào, chỉ em nào. Con xịn nhất đây nhá. Bây giờ đây con này. Con lầu đẳng cấp nhất chỉ em luôn đi. Đây đây con này. Triệu á? Ừ. Ông giết người bán 100 triệu. Anh tôi vừa mua 80 triệu xong. Không, không em cái này mẹ hợp với ông em phải mặc cả đâu. Giá đấy là ngon rồi. Cái xe này thôi được rồi. 100 triệu. Mình là người có tiền mà. Dày quá nhỉ. Tiền mà, lúc nào chẳng có. Trông nhanh mà, tiền lẻ này. Chứ ông mẹ, không có tiền đâu anh. Đây, để đây, để đây. Mẹ em trông như này, trông cho tiền lẻ. Như nào? Chẳng qua là quên cứ mang tiền thôi. Còn cái tầm một vài trăm triệu là bình thường. Ông có đủ tiền không? Không đủ. Thôi đi. Về nhà lấy có đủ không? Mà thôi trông ông này kéo phải về nhà lấy đâu. Không chọn ông khác đi. Rẻ không? Cái tầm xe này em mua phát được 100 triệu mẹ em ấy lúc đâu là có. Ôi mẹ em nhìn như này nhá, ông bỏ ra đủ 50 triệu tôi bán cho ông luôn. 50 triệu á? Đang từ 100 triệu ông lấy 50 triệu. Ờ. Chắc chắn không? Thì mẹ em nhìn tôi giống đùa lắm. Nhớ nhá. Tôi hãy cất tiền ở đây nó an toàn đúng không ạ? 50 chưa đủ nha. Xin nha. Ôi, bo thêm cho ông tống như lẻ. Ôi, cái đít con mẹ em mày bị lừa rồi. Qua chơi xe à? Qua chơi xe à?